chào các bác và anh em. Tiếp tục lên sóng với các bác và anh em một dàn Onkyo 155A. Bộ dàn này thì giới thiệu luôn các bác là nó chơi các chức năng là chơi rẻ mã optical từ smart TV xuống qua jack bay qua cổng quang. Và tiếp theo nữa là tính năng chơi điện thoại máy tính với TV qua jack 3.5 qua cổng line. Và chức năng bắt đài FM còn đến bắt sóng full 108. Đó là ba cái chức năng muốn giới thiệu đến các bác và anh em. Rồi, bây giờ em sẽ lần lượt đi test các chức năng luôn. Đầu tiên, em sẽ test chức năng chơi điện thoại máy tính và TV qua jack 3.5 em nhé. Qua cổng line, em đang cắm cổng line 1 các bác nhé. Con này có cái chức năng là nâng cấp độ bass anh em nhé, nâng 4 cấp độ khác nhau. Họp này 1, 2, 3, 4 này em nhé. Đấy, nâng được 4 cấp độ bass. Rồi, đầu tiên em test chức năng chơi điện thoại máy tính và TV qua jack 3.5 và mời anh em trải nghiệm chất âm của bộ ra. Em test sang cái chức năng chơi optical, chơi giải mã từ smart TV xuống. Anh em ấn chèm một nút có chữ là input ở trên dàn. Trở về chế độ là digital anh em nhé. Ok, em test xem chức năng nữa là chức năng chơi đài FM. Anh em ấn cho em một cái nút có chữ là FM. Trở về chế độ FM. Đây là quà ta tặng con cứ vui vẻ nhận. Anh chàng tiểu phu vui vẻ đã lấy hai lá xì. Giới thiệu qua chức năng ba đài FM của con này nhé. Con này bình thường thì ví dụ như anh em bắt sóng thì anh em dò của nhiên như sóng của đài Thái Nguyên này 106.5 thì con này sẽ lùi lại một cấp, đó là 106.45. Hoặc ví dụ như là sóng 100 thì con này sẽ là sóng 99.95. Hoặc sóng 102.7 thì con này nó sẽ là 102.65. Đấy, nó lùi lại 0.5 anh em nhé. Anh em chú ý cái bước sóng của con này là như vậy. Cái dòng này con nào cũng như thế, không phải riêng con này anh em nhé. Đấy, thế còn một cái tật của con này, đây một tật nhẹ thôi. Do con này dò sóng nút tiến cho em, nút lùi nó nhận hơi khó nhận. Anh em dò sóng nút tiến nhé. Đấy, là được ok anh em nhé. Đây em giữ nút tiến này. Đấy, về sóng tiếp theo này. Đấy, còn nút lùi nó lùi của nó thì không được nhạy lắm. Đấy, đấy nhanh em nhé, giữ nút này để dò sóng nhé. Bây giờ đến cái sóng mình cần mình nhả lên ra, ví dụ thế. Rồi em chuyển về chế độ điện thoại máy tính qua jack 3.5, ấn nút input này cho em về chế độ line. Em đang cắm đây là giải mã này, em đang cắm ở cổng line 1 này thì sẽ chơi giải 1. Ngoài ra con này có cả line 2 đấy. Và các cổng kết nối tab, rất nhiều các cổng kết nối khác nhau. Đấy, con này có rất nhiều cổng, em sẽ quay cho các bạn phía sau. Bộ dàn này về tổng thể cơ bản là đẹp, ok. Đấy, đầu máy cũng đẹp và ít xích sát. Em quay luôn chi tiết đầu máy luôn cho các bác xem luôn nhé. Anh em chú ý đây cái nút nâng cấp độ bass nhé, có 4 cấp độ. Đấy, loa máy là thiết kế dạng đứng, nhìn rất là đẹp. Cái này còn nguyên cả cái tem của siêu thị. Đó, hai loa còn tương đối đẹp anh em, ê căng đầy đủ luôn, mà cũng tương đối đẹp luôn. Loa mặt trên cũng đẹp, ok này các bác nhé.
xung quanh là cũng đẹp nhá. Đấy, sứt sát cực ít luôn. Đấy, các bác có thể thấy rất đẹp. Đây, sau loa đây vuông vắn. Loa này công suất là 70W một loa, hai loa là 140W và trở kháng là 5 ohm các bác nhá. 5 ohm. Đấy. Đây, loa này cũng đẹp như thế. Nói chung về tổng thể là vuông vắn đẹp, ok. Sứt sát không đáng kể luôn. Đấy. Vuông vắn ok hết các bác nhá. Rồi, em quay phía sau để giới thiệu các bác một số cái cổng kết nối cho các bác mới chơi dàn mà mình chưa biết, mình chưa quen. Đầu tiên, đây là cái jack cắm để anh em thu sóng FM nhá. Bác đo đài nhá, để cắm vào một đoạn dây điện này. Bất kỳ một đoạn dây điện bất kỳ khoảng 1-2 gang gì đấy. Cắm vào đây là được nhá. Đấy. Rồi, đây là các cổng kết nối in out, line 1, line 2, tab 1, tab in, tab out, serial room, out in đấy. Thì anh em chơi điện thoại anh em cứ cắm cổng line 1 hoặc line 2 đều được nhá. Ngoài ra tiếp theo đây là jack loa thì nó có âm dương đây rồi đấy, anh em nhìn rõ nhá, dây đỏ cắm vào cực đỏ này và cái dây vàng này sẽ cắm cực đen đây. Thông số con này giải trở kháng hỗ trợ từ 4 đến 16 ohm này đó. Đây là cổng súp điện này, súp ao này, cái này em chưa không cắm súp, không test súp. Rồi đây cổng kết nối quang nhá, có cổng in out, anh em chú ý chơi cổng in chưa, cổng out là cổng xuất âm thanh ra, còn cổng digital in là cổng chơi xuất âm thanh vào nhá, từ tivi xuống nhá. Rồi, đầu máy, con này model nó đây, 155A, Made in Japan. Công suất 64W anh em nhé, khá là khỏe. Rồi, về cơ bản là bộ này là đẹp. Con này thì nó luôn các cái bộ phận đĩa của nó thì nó chơi bị kén rồi. Cơ CDMD vẫn ok, cơ thì vẫn ra vào ok, tuy nhiên thì cái mắt đọc có thể nó yếu rồi. Anh em về lau chùi mắt hoặc là kích mắt thì nó mới chơi được. Để con này em bán các bác cái ba chức năng. Ở trên đài FM này, trên điện thoại máy tính, TV có jack 3.5 và trên cổng giải mã quang, đấy là ba cái chức năng em muốn giới thiệu với các bác và bán với các bác. Thì với mức giá con này cũng rất ưu đãi thôi. Đấy. Vì CD nó không chơi nữa thì em bán với giá cực kỳ ưu đãi. Con này thì em bán giá 1.750.000 thôi. 1.750.000 đã bao gồm đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Và đặc biệt là miễn phí ship luôn. Miễn phí ship cho tất cả các bác và anh em mua hàng theo hình thức chuyển khoản đủ một lần cho trung kiện audio. Còn với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì anh em vui lòng chuyển khoản cọc trước cho em là 300.000 đồng. Anh em nhận hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại cộng phí ship anh em giảm như giao hàng. Còn nếu như các bác chuyển đủ rồi, tin tưởng chuyển đủ rồi em sẽ bao ship luôn các bác. Các phụ kiện đi kèm dàn bao gồm một bộ đổi nguồn để anh em chơi điện 100 và một dây AUX để anh em chơi điện thoại máy tính và TV qua jack 3.5 anh em nhé. Và ngoài ra còn một cái phụ kiện nữa, đó là cái bộ chân kê này, nếu anh em có nhu cầu thì anh em nhắn tin vào trong Zalo cho em sẽ để cho các bác với mức giá cực tốt luôn. Đấy, gần sát giá nhập luôn cho các bác ở góc chơi nhá. Thế lẻ thì cứ 5.000 một chiếc anh em, nếu mua lẻ mà không mua kèm dàn cứ 5.000 một chiếc em nhân lên. Còn mua kèm dàn em tính không đến. Rồi, mọi chi tiết đặt hàng anh em liên hệ với số Zalo. Đây số Zalo của em đây. Là 0975 575 262 anh em nhé. Anh em Thái Nguyên có thể qua trực tiếp cơ sở của em ở Hùng Thượng thành phố Thái Nguyên để xem dàn. Rồi xin chào các bác và anh em.